Em tên là Hữu Thành, năm nay em 30 tuổi, hiện em đang kinh doanh về camera quan sát. Thế còn em? Dạ, em tên là Thanh Ngân, thì hiện nay em đang là thư ký văn phòng dạ. Năm nay em 27 tuổi. Ủa gì được cơ duyên nào mà gặp ta, không lẽ đi gắn camera ở bên văn phòng đó rồi gặp? Dạ. Đúng không? Dạ. 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 Đúng lần đầu dạ. Đúng lần đầu à? Lúc đó thì em đang bán quần áo của trẻ em. Còn ảnh thì lên anh lắp cái hệ thống camera ở cái chỗ em làm. Gặp nhau có một ấn tượng gì chứ? Dạ, lúc đầu thì em cũng không ấn tượng gì về ảnh lắm. Thì tụi em nghĩ là nhân viên với nhau thôi. Thì anh cứ vô lắp là chuyện của anh, rồi em làm việc của em. Anh chuẩn bị bắt đầu anh khoan thì bắt đầu em mới nhìn lên. Thì tự nhiên em đơ 5 giây luôn. Đơ 5 giây? Em không biết tại sao mà khi mình nhìn thấy cách tay của ảnh á, nó rất là chắc chắn và cảm thấy nó rất là mạnh mẽ. Cảm thấy nó rất là na trong người mà thấy là nó sao á. Lúc đó thì lấy lên trong đầu một cái ý nghĩ liền, mình phải cua được anh này. Tối nào cũng phải cua được anh này. Bởi vì cái tay này thế nào cũng là một người đàn ông sẽ rất là lo cho vợ con và lo cho gia đình. Từ từ. Thế là, nhưng mà lúc đó thì em nghĩ là cái tay ảnh cứ như tay anh à. Chắc đẹp hơn nhiều vậy. Không tin, cởi đi. Cởi ra đi. Cởi đi. Cởi đi đi coi có chắc chắn không. Cởi đi, cởi ra nè. Cởi đi. Đó. Thấy chưa, chắc chắn không. Đó. Em khoan tường sao? Cái thế em như thế nào? Thế là sao? Bây giờ tả là thế khoan tường không? Đi khoan tường thôi mà lấy được vợ thì quá hay rồi. Trời ơi, tưởng đi là cái tường này nó khoan làm sao đâu. Cái thế nó sao? Tường, có lẽ thế gì? Khoan đi anh. Khoan đi anh. Khoan đi anh. Khoan đi. Khoan làm sao đâu? Dạ. Khoan là đứng hình luôn nha. 1, 2, 3, khoan. Dạ, đi như vậy thôi. À, đứng gì thôi mày yêu đi. Đó, chỉ cần đứng có nghĩa là lúc đó là chồng em một tay giữ thang rồi một tay cầm cái khoan chắc chắn là đúng không? Đó, không ngờ cái hành động khoan tường đó mà đã lóe lên ý nghĩ trong đầu của em là anh muốn khoan ảnh. Dạ. Sao khoan được? Khoan vào trái tim của anh. Khoan chứ. À, trời ơi. Thì nghĩ theo cái nghĩa quá thì xin lỗi. Rồi lúc đó em làm sao mà cua được ảnh? Thì lúc đó thì mình cũng là con gái mà nên cũng đâu dám thể lòng nào nó anh ơi cho em xin số điện thoại làm quen. Ảnh lại đang đi chung với một anh thợ khác nữa nên mình đâu dám xin ngại quá. Thì em nói thôi lần thứ hai ảnh mà tới đi thì mình sẽ xin số. Thì lần thứ hai ảnh tới thì lại có một anh công ty của em ngồi ghế em. Nói rồi thôi rồi liệu này là thôi chết rồi nó không xin được rồi. Nhưng mà hứa cho lòng lần thứ ba nhớ quá tàm, lần thứ ba phải xin. Đúng rồi, lần thứ ba anh này có nữa. Rồi lúc đó anh đưa cho em cái tờ giấy để mà ký nghiệm thu của công trình á. Thì em ký thì bắt đầu không có ai cả chứ có em và anh thôi. Thì em nói là anh ơi, anh có số điện thoại không cho em xin đi. Em có cô bạn gái rất là xinh để em làm mai cho anh. Nghe chắc đứt đó chắc mắt trước trước khoái. Lúc đó thì em cũng chưa có bạn gái thật nên em nghĩ là hơi kệ mình cũng chấp nhận. Vợ em cũng lúc đó cũng nhiệt tình lắm, tối nào cũng gọi điện cho em để hỏi thăm hết á. Tại vì sau khi mà em lấy số của ảnh xong á, em về em đưa cho bạn em á. Thì em mới nhờ bạn em nói là anh này tao kết. Thì làm ơn mày nhắn với ảnh giùm vài câu trước giùm tao để bắt cầu qua giùm. Thì bạn em cũng ok. Thì khi mà nói chuyện với bạn em thì em cũng không biết là như thế nào. Nhưng mà một phần cũng tò mò tại vì đang là tầm ngắm của mình mà. Nên mình cũng gọi anh ơi, bạn em hai người nói chuyện như thế nào hợp không. Nó lúc đó là chỉ nói đúng 3 câu là nói về cái người bạn của em thôi. Còn cả 100 câu sau là nói về hai em không. Mà nói từ lúc 10 giờ tối cho đến 2-3 giờ sáng. Vậy hả? Dạ vâng. Cái gì dữ vậy ta? Nói về chuyện của hai đứa, chuyện gia đình, chuyện tình cảm. Tại vì thực tế lúc đó là em đang có bạn trai. Em đang nửa muốn chia tay và nửa muốn giữ lại. Cũng tâm sự với ảnh qua lại về cái chuyện đó để coi ảnh có ý kiến coi gì không. Nói chuyện được khoảng 1 tháng thì em quyết định là sẽ tiến tới bên này. Em nói là anh Thành ơi, sau thời gian mà nói chuyện với nhau, anh cũng đã biết chuyện tình cảm của em đó. Bây giờ anh có chấp nhận một cái lời đề nghị của em hay không? Một lời đề nghị rất là nhẹ nhàng và dễ làm lắm. Cái em hỏi là đề nghị gì với em? Thì đứa bé em nói là chỉ cần anh chấp nhận là cái bóng của em thôi. Ồ, cái bóng mà có quy tắc. Nguyên tắc gì? Dạ, nguyên tắc của cái bóng rất là đơn giản anh. Là không được chủ động nhắn tin và gọi điện thoại cho em. Em phải làm trước mới được. Cái thứ hai là không được ghen tị. Thứ ba là không được đòi hỏi. Ảnh lại vâng, anh vâng một tiếng thôi. Ôi, chấp nhận làm kèo dưới luôn ha. Tại sao em nghĩ sao mà em lại đồng ý làm cái là chấp nhận là cổ ở kèo trên mình kèo dưới vậy? Dạ, em thấy thì vợ em lúc đó là đã thổ lộ cái tình cảm của mình rồi. Đó em cũng có tình cảm và cũng có quan tâm tới. Yêu rồi thì mình mới chấp nhận như vậy đúng không? Dạ. Rồi bây giờ lấy nhau rồi thì
ai là kèo trên ai là kèo dưới? Giờ ảnh kèo trên nhỉ? À vậy hả? Thế nó xoay ngược. Nghĩa là hay. Là hết là hết làm bóng rồi đúng không? Dạ vâng, giờ thành làm bóng rồi. Thành 3D luôn rồi anh. Ok. Em kể lại gì cái điều ngoạn mục đó coi chi tiết. Dạ là lúc mà chưa khi mà còn quen á là cái ảnh cũng lo cho em 24/24 hết. Là em bị gì rồi là ví dụ là bị thương hay sao là ảnh cũng rất nhẹ nhàng cho em ơi. Sao mà ngốc quá vậy, cái gì làm cũng làm từ từ thôi. Sau này khi cưới nhau về á, sao em lì quá vậy? Anh nói em hoài sao em không nghe? Cái gì cũng phải cẩn thận chứ. Tại sao mà có người ta làm thì không sao em làm bị uống ly nước mà cái hành lý cũng đặt như cái răng. Thì hồi xưa lúc em còn là yêu đương á thì là cái đó anh nói với anh là cái sự gặp đẹp tuyệt vời đó đi thôi. Nhưng sau khi mà cưới xong rồi thì nó lại biến thành một cái gọi là một cái tệ nạn mà em không thể bỏ được. Còn tật xấu gì nữa không? Dạ anh còn tật xấu cũng nhiều lắm vậy, tại vì em sợ không đủ thời gian phát sóng thôi đó. Anh gì nghĩ coi, mà cái gì mà ăn cơm á mà không vợ không bới là không chịu ăn, là thà nhịn đói đi ngủ chứ không chịu đi ăn. Phải bới cơm cho phải bới cơm mời hai chồng cùng ăn mới chịu ăn. Chứ mà kêu anh em kêu anh đi ăn một mình đi để em yên em coi phim, mà cứ nói em không bới là anh nhịn đói. Em giữ cái đó cho chị. Em giữ lập trường cái đó, không có thay đổi. Giữ cái đó rồi cái gì nữa? Anh đặc biệt rất thích chó, mà cứ lâu lâu cứ nói em ơi mình mua chó đi, cứ dụ em hoài luôn. Đang thấy em vui vẻ, em mình mua chó đi, em mua chó mình bán có lời lắm em. Thế em mua chó gì mà bán có lời? Mua Alaska bán có lời lắm em. Em nói thôi giờ ok được rồi, anh lập cái kế hoạch của anh đi, rồi em duyệt cái kế hoạch đó rồi em sẽ cho anh thực hiện. Thì từ ngày em nói câu đó coi như em bị gọi là cắn cái ớt á chị. Sao ối hả? Gặp gì em ơi, cái này làm chuồng chó được nè em, đi cho thầy em ơi, đồ ăn này cho chó nè em. Thấy miếng giả em mua giả này mịn lắm em, mua về cho chó nó đắp đẹp lắm nè em. Coi là em ơi mình phải dọn chỗ này đi em, chó về nó ở ngoài nè em. Coi là từ ngày đó là lúc nào cũng là chung quanh ảnh là cũng là dành chỗ dành cho chó thôi. Hồi là em ơi mình mua xe đi em. Nó mua xe gì anh? Chó. Mình SH. Đúng rồi anh, mình mua xe mình chở chó. Chứ mấy xe bình thường chở chó không được, thì chó nó bự lắm. Nói vậy anh mua bự rồi anh chở em đâu? Thì em sau lưng anh đem chó anh chở phía trước. Nói nhưng mà em đâu thích chó đâu, vậy em ở nhà đi anh chở cho đi chơi. Như là chở nó đi trước rồi anh sau đó mới tới tiếng em á. Thôi chú quan tâm chó thôi, còn con vợ chạy. Dạ đúng rồi. Còn vợ em sao, em thấy sự thay đổi nhiều không? Về phần vấn đề mà coi phim á, hầu như chỉ coi phim kinh dị thôi. Coi phim từ 8 giờ tối đến tới 2 giờ sáng. Chị cũng vậy. Dạ. Vậy là mình biến thái sao em? Không đâu chị, bình thường chị. Giờ chị coi phim kinh dị thì đủ đâu em. Mà phiền lắm chị, mỗi lần mà em coi phim á thì em muốn là một trời một góc, là đừng ai làm phiền hết. Mà cái tính của ảnh là ngủ thì muốn ôm vợ ngủ, hoặc em thì muốn coi là em coi mình, đừng có đụng gì tới em hết. Mà cứ tối chuẩn bị em coi á, chỗ đầu sáp vô cho anh ôm cái đi anh ngủ. Anh ôm thì bình thường cũng nói nữa, anh ơi anh nói gì lằng nhằng người ta, nó xem coi phim hoài nọ là em bực rồi, thôi anh đi ra đi, anh ra khúc kia nằm đi để em một mình em coi. Rồi mà đuổi hoài vẫn cứ sáp vô. Em nghĩ là cái cuộc sống vợ chồng thì đến bữa ăn thì mình ăn chung, đến bữa tối thì mình sẽ ngủ chung. Thì là đến khoảng thời gian đó thì mình đi ngủ để sáng mai mình có sức khỏe làm. Tự nhiên mê phim hơn mê chồng đó. Bây giờ chỉ có hai cái cần thôi. Đó đúng không em? Thứ nhất á là giữ cái thói quen là hãy mà vợ mà không bới cơm, không cùng ăn cơm chung là không ăn, giữ cái đó. Hai là một cái hợp đồng với nhau. Em đừng có mê phim kinh dị nữa. Thấy không? Bên này anh không được mê chó nữa. Khi nào ghiền quá coi phim ghiền quá đó thì rủ chồng đi coi kịch kinh dị đi. Đó. Hiểu không? Ở đâu biết rồi gì? Dạ, em biết rồi. Muốn biết coi đâu rồi hỏi chị Dân nha. Sao chương trình? Dạ, em biết rồi. Dạ. Ok. Rồi cảm ơn hai bạn. Rồi cảm ơn tụi em. À, chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thượng và quý vị khán giả. Em tên là Huỳnh Chí Thanh, hiện 27 tuổi và đang là kỹ sư chắc địa, đang công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi còn em? Dạ, em tên là Lệ Chi, em cũng 27 tuổi, hiện giờ đang làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao em lại gặp cô gái này? Em và vợ, bà xã em là chung học chung trường, thì lúc đó em quê ở Cà Mau, thì lúc đó có đợt tư vấn tuyển sinh về trường cũ. Tư vấn tuyển sinh thì em ngồi đó em thấy bạn bà xã em là tập nhảy với nhóm bạn, đập vào mắt em là sao chồng này cô này sexy quá. Ấn tượng. Và thế là hai đứa trò chuyện khoảng mấy tháng gì đó, mà bà xã em thì hẹn gặp, nhưng mà em lúc đó em tự ti về bản thân là em chắc là nhiều người theo đuổi lắm đây, thì chắc mình không có cơ hội cho mình đâu.
em tới em thấy ổng đứng chờ mà thấy dáng cao nè, mặc áo sơ mi jean mang giày, cái gu em thích nữa, mà cao cao ốm ốm nữa, cái em thấy hợp gu rồi đó. Ai là người chủ động tấn công Lô Phương? Em là em chủ động tấn công nhưng mà ổng cũng thả cửa. Thì trước đó em có, nói chung là không biết sao, như là cố ý sao á, để một cái dòng trạng thái trên Facebook là nói là mình chưa hung ai bao giờ. Cái là em mới hỏi em vô em xác nhận. Em nhắn tin là ủa trước giờ em chưa hung ai hả? Cái ổng kêu dạ em chưa hung ai chị ơi. Cái em mới nhắn tin là bữa đó gặp đi rồi chị sẽ cướp nửa ông đầu của mày. Mạnh mẽ quá à. Và cái lần đầu tiên gặp chạm mặt nhau lúc đó đó thì em có thực hiện cái lời hứa của em không? Ờ em quất liền chứ. Quất liền luôn. Coi như em bị cưỡng hôn làm sao? Em tưởng đâu là cứ nói đùa. Xong rồi cái vào nhà sách, hai đứa vào nhà sách, cái bà nhắc lại câu đó một lần nữa. Cái em nói bà này bà làm thiệt sao trời. Cảm giác giờ muốn tìm lại thì đúng là cảm giác khó tả lắm. Tim em rung lên hết lại là chưa. Bây giờ em có muốn tìm lại cái cảm giác đó không? Giờ em xê cái ghế vô được không? Em kéo cái ghế của em á, em kéo cái ghế của em sát vô. Rồi, làm ghế đá đó, làm ghế đá đó. Rồi, anh còn nợ em công viên ghế đá. Ghế đá. Lá đồ chiều mưa. Chắc là hôn má thôi. Không, không được. Rồi, cổ vũ cái bà cân ai. Wow. Rồi hai đứa lấy nhau bao lâu? Dạ, 6 tháng ạ. À, mới 6 tháng nè. Dạ. Vậy thì cưới nhau về rồi, có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Anh nhìn vô chồng em, anh chỉ thấy chồng em là khá là đẹp trai, sạch sẽ. Nhưng mà thật ra không phải vậy. Cứ tại để vì, ở dơ đúng không? Dạ, đồ của ổng thì ổng để là bình thường. Trước khi mà em cho ổng mặc đồ em á, thì là một tuần ông giặt đồ một lần. Sau đó thì em, tại em mặc đồ như con trai vậy đó, nên là áo thun rộng thình, quần sọt ngắn như đồ con trai, nên là sau khi mà ông thấy là ông mặc vừa đồ em đó, thế là cứ cái thùng đồ là nó tăng lên 2 tuần giặt lần, ở dơ. Cứ là ở dơ. Hồi nãy em có nói với chi tiết là ông lấy đồ ông mặc á, là lấy đồ em hay lấy đồ của ông? Ông mặc hết đồ ông xong rồi ông lấy tiếp đồ em ông mặc. Sao hai vợ chồng giống như hai anh em vậy ta? Không có lý do gì ông lấy đồ của vợ mà. Tại vì em đụng được cái quần hoặc cái áo gì đó là em mặc. Quần hồng cũng mặc, quần cam cũng mặc, quần vàng cũng mặc. Mà quần nó có nhiều loại quần, không? Mà quần đùi là quần bé không? Quần đùi là chủ yếu. Rồi còn gì nữa không? Nhây cực kỳ nhây. Ví dụ nhây chuyện gì? Kiểu như là ổng mà không biết cái gì mà em ghét á, là ổng càng làm cho em ghét thêm. Dạo này không biết tinh tâm hồn yếu đuối kiểu gì á, lại đi coi phim Hàn Quốc, nghe nhạc Hàn Quốc. Em nói là bớt rồi nha, coi nữa tôi đập máy đó. Không đâu, vẫn ngồi coi và vẫn chăm chú coi. Biết em ghét mà cố tình chọc sực em. Thôi, bây giờ có em đó. Dạ. Vợ em có thằng xấu gì không em? Bạo lực. Thì vợ em ở Bình Định, như nó lây cái giống ngay Tây Sơn Bình Định luôn. Em có bị bụp nhiều lần không? Như cơm bữa. Cái lần mà nặng nhất đó là như thế nào? Bị ký vô đầu. Tại vì trước đó là em kêu ông giặt đồ đi, thì cũng là 2 tuần chưa giặt rồi đó. Ông ngồi ông cầm lên ông giặt từ trưa cho tới từ sáng tới trưa. Lúc em đi làm về xong em thấy là giặt cũng chưa xong. Ngồi coi, bật chương trình vợ ông xong ra coi. Ông ngồi ông coi luôn vậy đó. Cái em ghét đi ngang qua em đá đít một phát. Em lại em đá đít thêm một phát nữa. Em đá cho tới chắc cũng mòn đít rồi mà cứ ngồi coi vậy đó. Không hiểu trời nổi. Ơi, như vậy vợ chồng son có lỗi quá. Ông coi chắc tăng tiêu cũng khá nhiều luôn. Mà ông cày vậy đó. Ủa, tại sao em lại coi không coi chương trình khác? Bạn muốn hẹn hò mẹ chồng nàng dâu, tại sao em lại chọn coi mẹ vợ chồng son? Bây giờ mà hẹn hò nữa là thôi, là không có nhà để ở. Tuổi theo còn hẹn hò đó, không có nhà để ở. Còn gì nữa? Tiết kiệm quá mức. Lúc đó em đi chơi với vợ em
Thì hai đứa có vào cửa hàng mua một chai nước suối. Thế là anh ơi đừng có mua chai này, qua bên kia nó giảm giá cho, hình như lúc đó là có 6.000, 6.500, bên kia bán có 6.000 anh. Xong rồi cái thôi mình mua ở đây luôn đi, không qua bên kia phải đi bằng 3 cây số gì đó. Trời ơi, mua được chai này trên suối. Em ơi, nó tốn tiền sang 1.500 đó em. Chị này nó vui lắm anh. Cái đợt đó là em đi Singapore về, xong cái ổng mới ra sân bay, ổng đón em. Đợt đó là 20 tháng 10. Cái em ra thấy ổng em thấy vui rồi, mà em nhìn thấy bó bông là bắt đầu là trên suốt quãng đường thôi là em đọc nguyên một bài diễn văn luôn. Em kêu em nhìn bó bông em nói nè, anh nghĩ sao, nghĩ sao mua bó bông 30.000, bó bông 30.000 xấu quắc vậy cũng mua, biết vậy để từ ai bắt mua bữa nay mà sao cứ mua hoài vậy, muốn tốn tiền muốn bạc không thôi, xấu quắc vậy người ta bán 10.000 tôi cũng thèm mua nữa. Em đọc suốt quãng đường một cái bài đó luôn. Xong em về ổng mới nói xấu rồi thôi bước đi. Vậy tôi bước vô trong sổ rác ngay bên cạnh ổng luôn. Ngay tới bữa sau ổng mới đem một bó bông qua chỗ công ty của em, ổng kêu em xuống. Cái em xuống em thấy cái em nói bông, em thấy bông đẹp lắm, em khoái lắm. Em nói bông hỏi không mua nhiều, khai thiệt mình mua bao nhiêu. Cái ổng đâu ổng giấu, ổng đâu có mua nhiều đâu, ổng kêu anh tự bó. Nhưng mà tới giờ em vẫn không tin là ông tự bó, nhưng mà ông vẫn khẳng định là ông tự bó. Nói thiệt chứ cái đó là em tự bó hay em mua? Dạ em mua. Bà thấy chưa? Bây giờ mới lộ luôn. Thôi đừng đánh em, đừng đánh. Rồi bây giờ em mong muốn dạo mình thay đổi điều gì? Dạ thì bớt nóng tính lại. Cầm cãi nhau nóng tính là cầm gì là chọi cái đó. Trời ơi vậy ba tiết kiệm để mua đồ ba chọi. Được không à? Không mà không ra được gì. Còn em Lệ Chi, em muốn ông xã em thay đổi điều gì? Ổng thì nói chung là em thấy là chồng em là khá là hoàn hảo, trừ những cái điều em đã kể rồi. Thì em muốn là ổng thay đổi là đừng có chọc sực em. Chọc vậy, gì? Đừng chọc tức em. Đừng hả? Vậy thôi, tính em cũng dễ chịu nên là đừng có chọc tức em. Trời ơi, hai đứa lấy mới quá 6 tháng phải không? Dạ. Sao tính chừng nào có con? Dạ, chắc là 2020. À, còn lâu. Dạ thì em tính học cao hơn nữa để kinh tế nó vững vàng tí để lo cho con. Thì cũng tùy theo cái điều kiện của mình đó. Nhiều khi là tính trời, mình tính đâu bằng trời tính. Nhiều khi tối nay về ấy xong rồi mời biết có 2 tuần sau biết có bầu. Em hạnh phúc. Vui tươi mỗi ngày. Cảm ơn cho em.